Trước mắt quý vị là mẫu xe Ford Everest phiên bản là hai cầu màu bạc, titanium. Mẫu xe Ford Everest 2022. Hiện tại thì cũng đã hơn giữa tháng 5 rồi ha. Và đặc biệt là nhiều đại lý đã hết xe. Nhiều đại lý hiện tại thì đã hết xe, đặc biệt là mẫu Ford Everest phiên bản một cầu và phiên bản hai cầu luôn đó. Nhưng mà hiện tại thì bên Niềm vẫn còn xe nha, vẫn còn xe giao liền luôn, giao nhanh trong tháng 5 luôn. Đây, đặc biệt là cái con màu bạc nè, hai cầu ha. Đó. Xe này thì Niềm cũng đã có chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ thì Niềm quay sơ bộ lại cái để cho quý vị khách hàng nào mà đang có nhu cầu mà cần mua một cái chiếc xe Ford Everest phiên bản hai cầu hoặc là một cầu màu bạc thì mình giao nhanh luôn. Xe hai cầu thì được trang bị là cái radar ở phía trước này, còn phiên bản một cầu là không có nha. Đó, đặc biệt là vậy, phiên bản một cầu là không có cái radar cảm biến ở phía trước. Còn xe của chúng ta là phiên bản đủ luôn, hai cầu, trang bị rất là đầy đủ những cái tính năng an toàn, tiện nghi, tiện ích, full option luôn. Động cơ là động cơ biturbo, có hai cái turbo nha. Động cơ biturbo, hai turbo diesel 2.0 lít. Và xe của chúng ta hộp số tự động 10 cấp cho cái công suất cực đại tới là 213 mã lực. Mô men xoắn cực đại ha, lên tới là 500 Newton mét. Và nhiều cái chi tiết ở trên xe thì được mạ cà rôm sáng bóng, ví dụ như là cái gương chiếu hậu nè ha. Gương chiếu hậu là tích hợp chỉnh điện rồi luôn, và đặc biệt là có cái tính năng là chống chói luôn đó. Chống chói và chống điểm mù, cảnh báo điểm mù đây đó. Cái hình của cái biểu tượng cái chiếc xe nè, cảnh báo điểm mù, gương là gập điện chỉnh điện, mạ cà rôm sáng bóng. Đây, phiên bản này là phiên bản hai cầu, phiên bản hai cầu. Phiên bản hai cầu thì nó khác với phiên bản một cầu là ở vị trí này nó có cái chữ là 4WD, còn phiên bản một cầu là không có cái chữ này nha. Đó, camera. À, camera lùi. Màu bạc. Titanium. Giờ mình đi một vòng đó, mình ngắm nhìn cái xong rồi mình vô mình coi sơ bộ lại cái nội thất cái nữa. Và anh em quý vị khách hàng nào mà muốn lấy nhanh thì chốt luôn con này luôn. Ở mỗi cái tay cầm đây thì nó có cái cảm biến nè, cái nút cảm biến nè. Đó. Nội thất của xe thì bọc da ha, bọc da toàn bộ luôn, coi như là da mà da xịn sò đó. Những cái vị trí à, những vị trí này cũng được bọc da. Đó. Kính là cửa rồi, là chỉnh điện hết rồi. Quá sang trọng. Đây là cái khu này là chỉnh đèn ha, chỉnh đèn, đèn là tự động luôn. Đó, đèn là tự động luôn. Tự động là chuyển pha chuyển cốt rồi luôn. Đó. Mở cốp sau ha. Cốp sau. Rồi, gương nè, chỉnh điện nè. Đó. Thảm lót chân Everest. Ghế là toàn bộ ghế da. Toàn bộ ghế da. Ghế thì cũng chỉnh điện luôn. Đó, quá sang trọng đẳng cấp. Tuyệt vời ông mặt trời. Này. À. Số là số tự động 10 cấp. 10 cấp. Ê. Xe là sử dụng là nhiên liệu là diesel nha. Hiện tại thì còn nhiều anh em, cô chú bác, khách hàng là
vẫn còn tìm vẫn còn tìm xe Everest mà số xuất sàn á, xuất sàn. Thì hiện tại thì xe Everest là nó không có sản xuất xe xuất sàn nữa mà là số tự động hết. Everest hiện tại là xài là số tự động. Có hai cái phiên bản, đó chính là một cầu và hai cầu. Vô lăng thì cũng được bọc da quá là xịn sò. Ghế thì ghế là có sấy ghế luôn ha. Và xe là được trang bị đây. Ga tự động Adaptive Cruise Control. Kiểm soát tốc độ hành trình, thích ứng. Cái vấn đề mà thích ứng và không thích ứng thì Niềm cũng đã có giải thích rồi. Hôm nay thì Niềm cũng xin nói thêm cái vấn đề này. Đây, ga tự động, cái hình cái đồng hồ nè, với cái biểu tượng đây, chiếc xe. Thì cái vô lăng cái xe nào mà có cái hình này, có cái ký hiệu này, tức nghĩa là xe được trang bị cái tính năng là ga tự động, kiểm soát tốc độ hành trình, thích ứng. Tại vì xe của chúng ta là có trang bị cái radar cảm biến ở phía trước. Đó. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta set, chúng ta cài đặt ở cái tốc độ thí dụ như là 100 đi. Đó, lên đường trường, lên cao tốc rồi đó, mình đi một tốc độ 100. Thì khi mà cái xe ở phía trước của chúng ta, chúng ta cài đặt cái khoảng cách giữ an toàn đối với cái xe phía trước đó, thí dụ như nó có 4 mực 1 2 3 4 ha. Đó, mình cài xa nè, rồi trung bình nè, rồi gần nè, đó. Thì khi cái xe ở phía trước mà giảm ga, giảm tốc độ hay là gá thắng gì đó thì cái xe của chúng ta cũng sẽ cảm biến và giảm tốc độ và thậm chí là sẽ hỗ trợ một cái lực phanh để giữ cái khoảng cách an toàn đối với cái xe ở phía trước đó. Và limited cái này là giới hạn tốc độ. Khi mà chúng ta cài đặt cái này, thí dụ như cài đặt ở tốc độ là 80 thì cho dù chúng ta có đạp ga thì xe của chúng ta chỉ đi đến mức độ 80 thôi. Cái này thì cũng khá là tiện lợi khi mà chúng ta đi vào những cái đường mà có cái biển hạn chế tốc độ á. Thí dụ như tốc độ là 70 hay là 80 gì đó. Đó thì chúng ta cài. Ví dụ như 70 thì chúng ta cài 69 thôi. Rồi 80 thì chúng ta cài 79 thôi. Đó, để chúng ta không có bị vi phạm tốc độ. Cái này thì cũng khá là tiện ích ha. Rồi, ngoài ra thì vô lăng thì được tích hợp những cái nút điều chỉnh ở trên đây. Chúng ta cũng có thể là nghe gọi nè, rồi tăng giảm âm lượng nè, và nhận lệnh giọng nói rồi luôn. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là xem ở trên cái mặt đồng hồ này ha. Đồng hồ này, ví dụ như chúng ta chỉnh chip đo đó, những cái báo ha, những cái báo. Và đặc biệt là thí dụ như chúng ta cũng có thể là điều chỉnh cái chế độ lái ở trên cái vô lăng này, trên cái mặt đồng hồ này. Hoặc là chúng ta chỉnh ở dưới đây cái núm dặn nè. Đó, núm dặn nè, chế độ lái nè. Và cái hình này, cái biểu tượng này đó chính là hỗ trợ đổ đèo. Hỗ trợ đổ đèo, khi nào mà chúng ta mà đổ đèo á, thì chúng ta kích hoạt cái biểu tượng này, cái nút này. Đó. Và ở đây thì có là đổ nè, cảm biến nè. Cảm biến. Này là ga tắt và khởi động lên động cơ khi mà dừng quá lâu. Nó giống như là xe tay ga vậy đó, dừng đèn xanh đèn đỏ vậy đó. Tắt và tự khởi động lại. Này là khóa quy sai, khi nào lúng thì chúng ta mới khóa cái này. Gài hai cầu và khóa cái này luôn ha. Để mà bươn qua, vượt qua cái bãi lúng. Đây là hỗ trợ trơn trượt. Đi đường trơn trượt. Đó. Slow 4x4 này là gài cầu ha, gài cầu. Rồi hộp số 10 cấp này, cái cần số tự động. Khi mà chúng ta chạy bình thường thì chúng ta cài ở cái số D này, muốn mạnh về ếch này luôn, muốn mạnh cần vượt ha, cần vượt cái xe phía trước gì đó, chúng ta về ếch này rồi đây. Tính năng này, tính năng là bán tự động, nó giống như là mình chơi số sàn vậy đó, đưa qua cái này rồi mình tăng số giảm số. Đưa về ếch này thì nó sẽ mạnh. Xe thì được trang bị rất là nhiều những cái tiện nghi tiện ích. Ở đây mình không có chìa khóa nha, cho nên là mình quay sơ bộ cho anh em quý vị khách hàng nắm. Tại vì cái xe này thì Niềm cũng đã có chia sẻ đánh giá nhiều rồi.
thí dụ như là có sấy kiến trắng gió phía trước nè, sấy kiến ở phía sau, rồi làm sấy nóng nhanh ha, sấy ghế, ghế tài, ghế lái và ghế phụ luôn, rồi làm mát nhanh, làm lạnh nhanh, lấy vô trong lấy vô ngoài, điều hòa thì mình chỉnh tự động luôn, rồi tăng giảm, quạt gió, chuyển kênh, chuyển bài gì đó, vôn này, gà đài, chuyển đài, chuyển kênh, màn hình, cảm ứng, màn hình, cảm ứng 8 inch, màn hình cảm ứng. Xe thì nội thất quá là sang trọng rồi, được mạ chrome sáng bóng, và bên đây thì cái dòng chữ là Everest là dập nổi lên, nhìn khá là sang trọng ha. Dòng chữ Everest rồi. Toàn bộ là bọc da hết, ghế thì quá xinh xò. Xe Everest là đúng nghĩa của cái xe là 7 chỗ nha. Đó, khi mà chúng ta đi 7 người thì ngồi khá là rộng rãi. Ở phía sau này cái băng ghế sau cùng thì chúng ta có thể gặp lại luôn. Nếu như mà chúng ta đi không đủ 7 người thì chúng ta có thể gặp lại, chúng ta để đồ đạc. Hoặc là chúng ta đi chơi, đi phượt đâu đó, đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt hay là đi chùa, đi chiền gì đó, thì chúng ta gặp lại, chúng ta có thể mà ngủ ở trên xe luôn. Gặp lại là nó giống như một cái giường ha. Đó, đúng nghĩa của xe 7 chỗ, chứ nó không giống như là một số cái dòng xe mặc dù là mang cái nghĩa là 7 chỗ nhưng mà thật ra thì ngồi 7 chỗ thì nó rất là chật. Và đặc biệt là xe của chúng ta hai cầu thì có là cái cửa sổ trời ha. Chúng ta có thể là mở cái cửa này ra để là lấy gió ngoài vô hóng mát, đi dạo bãi biển hay là những cái đường đồng quê mát mẻ rồi đó, chúng ta mở cửa sổ ra chúng ta đứng trên đây thấy không, mấy đứa nhỏ hay đứng trên đây nó chụp hình đồ nè, quay phim live stream đồ nè. Và đặc biệt là cái radar chỗ này, nó có cái radar là gạt nước mưa tự động luôn, mưa mà rớt xuống là nó cảm biến, nó tự gạt luôn. Và gương chiếu hậu thì được tích hợp là chế độ là ngày và đêm chống chói đồ luôn nha, khá là tiện lợi. Ở khu vực này thì bật cái đèn ở trong thôi, bật mấy đèn ở trong đó. Và đặc biệt là xe của chúng ta thì có hỗ trợ là chống lệch lường rồi luôn, lệch làn đường đó. Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đánh lái. Và xe của chúng ta thì có cái hỗ trợ đây, đổ xe chủ động song song, rồi xe là sẵn sàng là giao nhanh luôn, giao nhanh trong tháng 5 luôn. Phiên bản là hai cầu màu bạc Ford Everest. Và đặc biệt là tháng 5, nếu như mà quý vị khách hàng nào mà ký liền trong tháng 5 luôn thì Niềm sẽ bên Niềm, ngoài cái chương trình khuyến mãi của công ty thì Niềm sẽ khuyến mãi thêm cho quý vị khách hàng khi mà chốt với Niềm cái xe giao trong tháng 5 luôn. Quý vị khách hàng thí dụ như thích màu bạc thì lấy màu bạc, còn không thì chúng ta cũng có thể là chọn màu ghi vàng, màu trắng, màu đen hoặc là màu xanh đó. Khá là tiện lợi khi mà xe Ford Everest này cũng có nhiều màu. Rồi hôm nay thì Niềm chủ yếu là Niềm chia sẻ sơ bộ cái mẫu xe mà Niềm có thể là giao nhanh, trong tháng 5 này luôn, trong khi là nhiều đại lý đã không còn xe Ford Everest để giao thì bên Niềm vẫn còn xe để giao nha, phiên bản hai cầu cũng như là phiên bản một cầu đây. Anh em quý vị khách hàng nếu mà thích muốn lấy luôn chiếc này thì có thể là gọi điện thoại cho Niềm thôi, số điện thoại là 0901 114 113.